Rồi, xin chào anh chị các bạn đã quay lại kênh mình. Mình bán là với hình thức chuyển khoản nha bạn, vui lòng nhắn tin đặt hàng với mình. Rồi, giá trên đây đã bao gồm phí ship, mình sẽ đóng hàng vào thứ tư và thứ bảy ha. Các bạn ví dụ clip hôm nay thì đến thứ bảy mình sẽ chốt hàng. Thì trong cái thời gian đó các bạn có trục trặc gì kẹt gì các bạn chưa chuyển khoản được, các bạn nhắn mình trước thứ bảy nha. Còn sau đó thì mình sẽ lấy qua tuần và mình sẽ lấy món hàng ra bán. Như các bạn đặt hàng nữa thì mình không có bán cho những cái anh chị nào lỡ hẹn nha. Đó rồi, mình thỏa thuận từ đầu nha các bạn. Đầu tiên là mã số 1, cây 6507 650 máy vỏ pin các bạn. Đã bao gồm phí ship luôn. Còn khá đẹp, cây mà mất miếng thôi. Còn cao su thì nó lão quá theo thời gian. Những con này nó tồn tại, nó ra đời cũng lâu lắm rồi. Sắp được. Con này nó vừa có chức năng bắn vít trượt để mình mở những vít nhỏ và bắn vít búa để mình làm những con vít cứng đầu hay là bắn tôn gì đó ha. Con này trượt các bạn ha. Còn con này bãi về nó còn chạy full. Điều tốc đồ mượt. Mình bán về là 650 bao ship cho anh em về đóng pin hay là anh em nào biết chế cháo về mình xài, hoặc là ai có sạc rồi lấy cái pin Niken này xài chơi chơi thời gian nào nó hư rồi mình đóng lại đi ông. Mã số 2 là 580 bạn, hai cái máy này. Cái máy này nó có nứt công tắc đây nha. Còn con này thì bình thường. Mình mở ra để kẹp nguồn cho các bạn thôi chứ không có gì hết. Kẹp bằng cái nguồn 5A nó hơi nhỏ thì các bạn thông cảm. Cộng ở dưới nè, ha, bên đỏ là cộng không? Hay là trừ. Kẹp đúng cực vậy thôi chứ không có gì hết á. À đây. Đảo chiều cấp chậm. Thường máy này ở đây bạn lấy một sao lion các bạn kẹp vô được rồi. Cái con này nó có mạch, nó ngắt hết rồi, pin yếu rồi nó cũng tự ngắt ha. Tại vì cái này Niken nhưng mà nó có tích hợp mạch nè. Con này mất chức năng ngắt búa ha. Con này có thể là mất chức năng ngắt lực rồi các bạn. Thấy phần cái này nó có nhiều hạn chế quá. Hơi mất thời gian cho cái việc test. Ngắt lực nha bạn ha. Không ổn định, có lúc ngắt lúc không. Rồi để test con này đi. Con này nó chạy vậy các bạn ha, không được ổn định nha. Có đứt dây có lỏng gì. Tạm thời vậy đi ha, mình test cho các bạn là nó motor rồi nó còn sống á. Thì cái này cặp này mình bán giá là 580. Để ráp lại sao đi. Con này thì zin lion 3.6 rồi. Mình test nó luôn. Cộng lại chân này. Mấy cái mạch này đừng có kẹp ngược cực nha các bạn. Mình quên mình. Đó, chạy rồi đó. Chắc pin mình nó yếu lắm. Mấy cái pin này nó có 2.3V, nó ngắt đó, chứ gì. À, con này ngắt lực ok nè. Mình vẫn bấm công tắc nữa bạn thấy không? Có thể là cái pin trong cái hộp sạc này nó yếu các bạn.
Cái này mình để đây nha. Bán giá là 580 nha. Cái con này nó con tắc mình bán 550 đi. 550 bao ship luôn nè. Đó tình trạng mình test cho các bạn coi đó. Sửa giá luôn rồi. 550k cho anh em thợ về làm đi. Dễ. Bây giờ mình ngồi mở mình sửa nó khó khăn. Có thể là cái này nó áp nó thấp quá, để mình đo thử coi. À, quan trọng thì nó có trục trặc là 3.8 hả? Cái Niken này bạn biết là nó bình thường nó 3 cell 3.6 nhưng mà mình sạc đầy nó khoảng 4.5 nha các bạn. Sạc đầy 4.5 nó hoạt động mới tốt. Còn cái này là đầy của nó là 4.2 ha. Này mình nói sơ sơ các bạn hiểu. 550 nha. Giá trên đây đã bao gồm phí ship rồi. Thường cái nào mà lỗi mình bán là không có lời các bạn. Vậy thôi. Mua người ta là bình quân là 400.000 con mà một con bị hư nữa không chạy luôn, mình không có đem ra bán nên là nó có nhiều cái trong đó lắm. Mua thì có qua có lại nên là nó vậy thôi, phần lỗ thì mình chịu thôi. Bán với bạn là có sao mình nói vậy cho nó dễ. Sống thì bán lời, còn hư mà không có làm, không có thời gian làm được thì bán lỗ chút cho các bạn về, các bạn làm lấy công làm lời, các bạn lấy phụ tùng gì đó đấy. Mã số 3 là một cái vít 250 nha. Con này nó đã bình thường, nó sống là ngoài nó tới 350 đến 450 rồi mà. Con này nó chạy nhưng mà nó hơi kêu kêu. Của Panasonic luôn, vít điện 100V nha, có tự ngắt lực luôn. Đây. Đó bạn thấy không? Đè tôi nó chạy ha. Tiếng hơi ré ré, mình cũng chưa mở ra nữa. Con này ngắt lực đầy đủ nha các bạn. Đó, mình để nước nhỏ nè. Cái dòng ra đó đang vậy nè, mình để nhỏ thì nó ngắt. Các bạn về bạn xài theo ý của mình, có thể nó thiếu là so gì đây, cái dòng này nó chạy không ảnh hưởng, cái dòng này chỉ là hiển thị thôi nha. Tình hình test chạy là giá là 250 bao ship. Có mũi vít luôn 5 ly, mũi PH2 mà đuôi 5 ly. Mũi zin nó mũi này thì cũng hiện tại bãi nó cũng hay về lắm, dễ tìm mà không có khó gì đâu. Của Panasonic. Mã số 3 giá 250 bao ship nha. Thì tiếng nó vậy thôi chứ nó chạy bình thường, mình cũng chưa mở ra, mình có mở cái nắp thang hé một bên ra thôi, coi thấy thang còn dài. Còn máy thì chưa mở ra. Mình lấy mình nói chưa mở để mình coi ốc, coi nhiều khi bãi hay là ở đâu bên đó người ta dọc rồi mất công lắm, nó phiền lòng, mình coi lại mình thấy dấu đâu còn nguyên đó. Bán mình nói thiệt nha chứ không phải gì. À, một vài trăm ngàn mà để nói không đúng sự thật để lừa các bạn mua lầm, không có, không cần, không cần thiết cái điều đó. Mã số 4 là một cái xác máy là với cục pin 480.000 bao ship, pin boss 18 bầu nữa bạn. Giặt cứng nhắn này vô rút ra dưới không có thế. Pin boss 18V 1.5 8V ha, với cái xác máy hút bụi nó còn mới tinh nè, nó nằm trong máy này chắc nó cũng ít xài lắm, điệu lâu thôi mấy năm rồi này, 2016 mà chưa xài, nó xài nhiêu mà về quăng mất cái đầu rồi. 480 bao ship. Các bạn nào có máy mua này về còn lấy cái thân hút bụi này chế gì chế ha, có motor có mặt trong này. Mã số 5. Số 5 là một cái combo 10V8 770.000. Cái sạc này thì mình có pin test, mình chỉ test lên nguồn các bạn thôi. Còn cái máy thì mình sẽ kẹp nguồn mình test. Nó là giá là 770, máy 10V8 còn khá là đẹp nha. Cái dòng 10V8 như vậy là khá đẹp rồi, đầu cũng chuẩn nè. Có cao su tróc miếng thôi, còn những cái đây là liền lạc hết. Tám thì test bằng 12V. Kẹp đúng cực, test thì kẹp đúng cực, sai cực thì nó cháy. Không có pin thì cứ thế mà cắm vô thôi, nó có pin còn bán luôn chứ không có đợi pin. Có pin thì mình bán giá thì pin từ 200 cho tới 250-300 ngàn cục, tùy đẹp xấu và dung lượng
pin bãi á, điều tốc nè, rồi cái đèn nó không cháy nha các bạn. Cái đèn nó điều tốc còn ok mà cái đèn cà giật đó, bạn coi đèn điều tốc ok ha. Rồi đèn không cháy thì giá lại mình test, rồi mình lúc mình test mình cũng không để ý kỹ lắm. Cái đèn rồi lớn lên clip mình thấy rồi, 750 hai sửa giá hết, đèn không cháy giảm một tí. Còn cục sạc này tất nhiên là phải cắm lên nguồn, mở ra luôn cho các bạn coi, coi có nước bo vậy thôi. Cái này là mình mở ra để coi có nước bo hay không thôi, chứ mình cắm này lên nguồn trước khi bán là nó lên nguồn hết rồi, chứ không phải lấy cái sạc hư rồi bán kèm vô nó không có pin. Anh em nào thấy làm được thì cứ làm mạnh dạn mua. Theo cảm quan của mình là mình thấy không có nứt. Thường những cái sạc này á, bạn thấy nè, có những cái chỗ kê là nó sẽ nứt, nứt những cái chỗ này nè, nó xé những cái chỗ nhỏ này nè. Cái sạc này mình đã trước mình hay mua về bán nhiều lắm, bây giờ rồi lại này làm biến làm quá nó không có sửa. Và những cái chân này nó nhiều chân á, cái bạn cắm pin 10V8 bạn nó không được, bạn 7 là mấy cái chân này một tí, hoặc pin 10V8 này nó cũng khó chịu nha, không phải đút vô máy chạy là nó nhận sạc đâu nha các bạn. Hay à, vậy đó, dơ chút xíu mà nó không nhận à. Rồi cục sạc coi như không có nứt, không có gì hết, và cắm lên nguồn không có pin. Có trời nóng dã man. Rồi mình bỏ mấy cái này xuống bớt. Bán mấy cái nhỏ nhỏ cực, nói chung máy pin bé, máy pin cực các bạn. Đồ nghề thì mình nhìn thấy trực tiếp được dễ ha, máy pin cực ghê luôn. Máy pin lấy về mình lấy 4 cây chung với cái cây này, cái này cũng vậy, lấy 4 cây sống được 3 cây, chết 1 cây là coi như là bán công không công cốc rồi đó. Mà mấy cây sống mà nó cũng mèo uột nữa bạn thấy không. Hiện giờ mà có mấy anh đang lớn lớn tuổi thuộc dạng cao thủ mà, ra cỡ nào cũng gom mấy anh nó hay thì phải nói là mấy anh càng già càng cay á, anh nó giỏi quá. Dù mình đã bán máy pin lâu rồi, mình chơi máy pin từ đam mê năm 7 năm mà mình cũng chịu nổi. Nãy giờ có gửi cục sạc đây cho các bạn coi nha, có ké nè, không biết thấy không, ké lát thì sẽ nói sao. Rồi mã số 6 nè, bữa mình lấy cũng vậy nè, 4 cây 3 triệu mấy, mà cuối cùng về 4 cây 3 triệu 2, cuối cùng về cây 137 nó cũng hư đầu. Cây này thì nó liền lạc, mà mua 800 bán 950 bao ship mà các bạn chê. Nay mình mở ra nó chê, không phải các bạn sợ gì không biết không hiểu, ra bãi mua 700-800 rồi, này mua về test sống hết mà bán không ra bạn, hơi buồn ha. Mà đồ của mình thì nó vẫn là của mình thôi, mà mình vẫn có đường ra hết. Biết bao biết nhiều người cũng đặt mình đóng pin với lên bộ lắm đó, nhưng mà mình không làm đó bạn, lười lắm. Làm người ta nhiều lúc người ta không có xài, người ta không có nghe theo cái hướng dẫn của mình đó, nên mình lười giao cho người ta xài thôi. Chứ thật ra thì nhiều người đặt đó, mình đóng pin lên cái là ra hết, không có gì dở lại. Bạn thấy từ đẹp không, ngoại hình ra xấu xấu thôi, dây nè còn vàng ha, này hơi đen đen chút, không ảnh hưởng mà người ta hay bị vậy. Nó vô miếng mỡ để nó ép vô cái bạc đạn mà, với lại nó cuốn vô cái nhông miếng thôi, không cần nó vô nhiều. Còn mình kỹ thì bung ra, nhưng mà vô nhiều quá nó nặng máy lắm nha. Anh thấy bán này nếu mà test kỹ thì nó mất thời gian lắm, quay 9-10 món nó dài á. Thì cái nào các bạn nào mà thích món nào thì xem món đó nha, mà không thì cho qua giùm mình. Chứ mình nói mà sơ sài quá thì các bạn không có đủ niềm tin để các bạn mua.
mấy con này hay dơ công tắc đó bạn, con này mình vệ sinh công tắc rồi, không ảnh hưởng gì hết. Mình bán full bộ nha, mình bán full bộ nè, có cục sạc adapter luôn 2A đó, cắm vô đây sạc luôn, có mạch bảo vệ đầy đủ luôn. Mình bán bộ này chiều 6, mình bán bằng giá những anh em lại đây đặt hàng mua bạn, anh em điện lực người ta mua xài cũng nhiều lắm, không có gì nữa. Đó, mình bán trên YouTube dạng giao lưu chơi thôi. Cái đồ pin bây giờ chua lắm, nhiều người bán mà bạn nghĩ là mua bỏ ra cái máy mua 700-800 ngàn, đâu ai bán dưới giá đó mà, dưới hiếm lắm không, trừ khi nó nằm lại á, qua bữa sau á thì chưa biết cái máy đó là sao, là có giá mới rẻ một chút thôi, kiếm 100 ngàn cà phê tính là chua ha. Mua lô 4 cây 800 cây. Ba chị vai chết 1 cây à, chết cây bà ra là thấy mất 4-500 hả. Bán cây này chiếm 100 mấy cà phê cũng cực kỳ chua. Nhưng mà sao các anh đó hay thì không ăn mua mầm luôn. Rồi con này giá 1,6 triệu đầy đủ liền lạc. Đó, bạn nào muốn xài thì mua con không than xài chơi chơi. Máy Trung Quốc thì cũng hết 1,2 triệu rồi. Chạy im thì im, tắt hơi giờ đi xíu. Nhược điểm là công tắc cái cao su trên này tróc thôi, lại liền là pin sạc đầy đủ chiều 6. Mã số 7 một cái trợ lực thôi, motor nữa bạn, dài 2 tấc ha, cái thân motor thì khoảng 1,5 tấc 1,7 tấc thôi. Pin lấy về nó hay chết, là biến làm mà do không có thời gian, mất thời gian quá không có làm được. 1,5 tấc nha, đo hết từ đây tới đây là 1,6 tấc nè. Cái đường kính của motor là nhiêu đây Pin? 65 64 64. Cái này là motor giống như là những cái máy nào mà mình không có cần khởi động, mình cần trợ lực các bạn, những cái như cái vô lăng nào cần trợ lực á, mình cắm điện vô mình tì vô đây nè, hít vô cái đó nó quay phụ ha. Đó, vậy thôi, nó hỗ trợ đề xe phụ á. Thì kẹp bình 12V này nó đi kèm theo xe mà. Quên cho bạn câu rồi nữa, hiệu đây, mã đây, da băng Mitsushita gì á, giá là 450 nha bạn, không mạnh lắm đâu nhưng mà nó đề phụ được. Nào mà tròn tròn cần quay á, mình đè vô là nó quay, không có cái gì á. Đó, như các bạn muốn quay nè, mình vô đây là nó quay, lấy cái quạt thôi nè. Ví dụ là cái vô lăng hay gì đó thôi ha, thì nó cần quay tròn này nè, mình sẽ tì vô, đổi không gian quá, tì vô cần quay cái này đúng không, mình để hít vô giữa rồi ngay tâm nó mình bấm, nó đề mạnh quá, mạnh quá nó lệch này, nó hít vô nó kéo vậy thôi, đó mình nhấn nút nè, là DC 12V nha, giá là 450 bao ship. Lâu lâu mới có một cái. Mỗi mã hàng hiện nay tại giờ có một cái thôi. Này là mã số 7 450. Mã số 8 là bộ bê tông Panasonic mà lâu lắm rồi mới mua được cây này. Tình trạng nguyên zin còn chạy ok ha, ngoại hình khá mới. Bê tông mà chân chưa khuyết là bạn biết là mới à. Chân hơi dấu nhẹ à. Tại bê tông nó rung mà, nó chưa thường khuyết đó.
cái đít này hơi rẻ một tí xíu, còn lại ok hết. Pin là nhận sạc riêng, sạc nãy giờ lấy về mà nó gần như đầy luôn, nãy giờ vô nó chỉ sạc dạng là sạc ổn áp lại thôi. Đo luôn đi, pin này 28V8 sạc đầy nó cỡ 33V nè. Tham 3V. Chân này chân hai chân ra điện hết á. Con này chạy cái mà cái dòng bê tông này nó hay bị mình chạy không tải này bị rần máy, nó có cóc lớn đó. Con này không bị. À, đang để chế độ búa nè. Đó, nó chỉ vậy tiếng vậy là bình thường đó của Panasonic. Có độ chậm nè. Bắt đầu nhanh nè. Chế độ không có búa nè. Đảo chiều nè, điều tốc đó. Mình tắt điều tốc từ từ đó. Rồi, máy còn tương đối đẹp, bụi dơ rồi ha, giá 1,9 triệu nguyên bộ. Máy pin với lại cục sạc 80 nè. Hôm nay sạc này mình để mình test pin không đó. Rồi mã số 8. Đó các bạn, tạm thời như đó đi. Có hàng nữa mình lên tiếp. Để che xong. Còn những cái này mình sẽ ráp lại. Thì mình bán mình cũng cân nhắc kỹ rồi ha. Có này có kia thì các bạn thấy cái món nào phù hợp với mình thì nhắn tin đặt hàng giúp mình nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại chị các bạn clip sau. Và đặt rồi thì nhớ lấy, các bạn quyết định rồi thì lấy với mình đã chốt rồi, mất công mình đăng đi đăng lại đó, nói khen cổ luôn. Nói ra chủ yếu mình diễn đạt những cái lỗi, những cái ưu nhược điểm cho các bạn biết thôi, thì dễ mua dễ sử dụng.